Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, những sóng lạnh ở phía Bắc không còn tăng cường xuống nước ta nữa. Trong đêm nay, các tỉnh miền Bắc chủ yếu chịu tác động của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ, nên ở khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang hay là ở khu vực đồng bằng như tại Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và cả Ninh Bình sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn trong ngày thì Bắc Bộ vẫn có được thời tiết tạnh giáo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn, trời oi nóng về trưa và chiều. Với các tỉnh miền Trung thì vẫn là vùng mà rãnh áp thấp có trục đi ngang qua, vì thế ở đây vẫn có những cơn mưa rào và dông xuất hiện rải rác với thời gian mưa chủ yếu về chiều tối đêm và sáng. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, thậm chí là mưa rất to kèm theo dông mạnh. Trong cơn dông thì cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất duy trì ở mức 31 đến 34 độ. Trong ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có thời tiết nắng ráo nhưng mà cường độ nắng không gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ là từ 29 đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Đến chiều và tối, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông diện rải rác cho cả hai khu vực, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông thì tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh nên người dân cần chủ động tìm nơi tránh trú khi có dấu hiệu xảy ra dông mạnh để đảm bảo an toàn. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, trên hầu khắp Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió hướng đông đến đông nam, hoạt động với cường độ trung bình nên không gây biển động. Đáng lưu ý là ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh miền Trung và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm và nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.